Tu là đứa trẻ hai chữ một câu hai từ thằng nhóc họ thường gọi. Tôi cũng có gia chứ cuối là đình như bao mọi người trông thế thôi. Tôi có cha, cũng có mẹ cũng được chăm sóc như người con. Vào 4 năm trước gia đình sụp đổ, mẹ tôi đã bệnh và không còn. Cha tôi thì đã lấy vợ khác bỏ tôi một mình trong 4 năm. Tôi đã trở thành đứa bé mồ côi, ban đêm buổi tối tôi lạnh lắm. Có ai hiểu và đâu hay thằng này nó đến là từ đâu. Họ thường xua đuổi bỏ mặt tôi đi, gia đình tôi mất đã từ lâu. Ban đêm nằm tôi muốn gặp mẹ, muốn được bàn tay mẹ chở che. Tôi muốn được vậy như 4 năm trước tôi đời bé nhỏ khi còn bé. Vào một hôm tôi gặp lại mẹ hiện về trong giấc mơ. Mẹ xoa đầu bảo con có lạnh không, tại sao có nhà không về chớ. Con có cha, không có mẹ, mẹ ơi xin đừng bỏ con đi. Mẹ hãy ở lại bảo vệ cho con vì cha đã cưới một người về. Không còn yêu con như ngày đó, một ngày thường có mẹ kề bên. Mọi người cứ bảo con là mồ côi, cùng tên của con hồi chưa đề cập đến. Giấc mơ con đã có mẹ, giấc mơ con mẹ gọi tên. Giấc mơ con được gặp mẹ, mọi người ơi mẹ tôi đến. Nước mắt con lăn trên má, xin mẹ đừng bao giờ lìa xa. Con chỉ cần được vòng tay ấm áp chứ con không cần thứ gì cả. Giấc mơ con đã có mẹ, giấc mơ con mẹ gọi tên. Giấc mơ con được gặp mẹ, mọi người ơi mẹ tôi đến. Nước mắt con lăn trên má, xin mẹ đừng bao giờ lìa xa. Con chỉ cần được vòng tay ấm áp chứ con không cần thứ gì cả. Hãy cho mẹ con được sống, con sẽ đánh đổi tuổi thọ này. Hãy cho cha con được khỏe, có sức làm việc được mỗi ngày. Có những thứ thường không tồn tại ở trong giấc mơ ta mẹ nhỉ. Con chỉ muốn trách ông trời bất công, mẹ tôi còn trẻ sao lại đi. Mọi người nói tôi mồ côi, mẹ đã đi bị cha bỏ. Nhưng họ biết đâu nào hay con đã từng có hạnh phúc đó. Hạnh phúc là được mẹ kề bên, cha đi làm về than mệt mỏi. Gia đình tụ họp ăn cơm đoàn viên, hạnh phúc gia đình là mỗi tối. Giờ đâu còn có hạnh phúc đó, một hạnh phúc này đã lìa xa. Mẹ đã đi đến một nơi thiên đàng, cánh cửa trên trời mới rộng ra. Đón chào mẹ bầu thế giới mới, mẹ ơi xin đừng bỏ con mà. Nước mắt cứ rơi lại khóc thật nhiều, mẹ cũng đã lìa xa ta. Tiếng gà gái liền tỉnh giấc ngủ, à thì ra đây chỉ là mơ. Nó làm tôi nhớ về những kỷ niệm mẹ thường bên con trong nhịp thở. Hãy ăn cơm cho mau chóng lớn để lo cho mẹ nha con. Bây giờ đâu còn những thời thơ ấu, lúc tôi làm sai mẹ đánh đòn. Cô chị á, thời gian có thể quay trở lại để con được thương mẹ nhiều hơn, để mẹ đánh con nhiều hơn. Con cần tiếng ru của mẹ, con cần những lời mẹ động viên, và con cần á mẹ đánh con mẹ à. Nhưng mà đó chỉ là ước thôi. Bây giờ mẹ đã đi mất rồi, mẹ đi bỏ con ở lại đây một mình. Họ bảo con mồ côi, mẹ đi cha bỏ. Nhưng họ biết đâu nào hay con đã từng có hạnh phúc đó mẹ à.